không thấy gió riêng nữa, gió riêng nữa. Vâng, em xin chào cả nhà. Và hôm nay tiếp tục em lại vào đây review lại chiếc xe Mercedes 135. À, chiếc xe này của một ông chủ đã từng xài rất kỹ lưỡng các bác. Cho nên rất nhiều bác em hôm trước đã lên một video rồi. Thì các bác bảo hôm nay vào review lại. Thì để nói một chất lượng của chiếc xe này là giá 101 các bác nha. 101. Thì chiếc xe này này, em nói thật với các bác là nó như hàng nội địa ở bên Nhật đưa về các bác nha. Nó đang nguyên si luôn các bác ạ. Cho nên là từ tuy hôm nay thì xe của bác chủ này, bác cứ để trong nhà một năm nay, cho nên là bình hết, các bác bao nổ nha. Nói về xe này thì các bác đừng có quan trọng nghĩa địa mà, nó xinh rẻ hết các bác. Thứ hai nữa thì để 101 này thì em mời các bác cùng với em nha, cái như review để các bác xem một chút về vấn đề chiếc xe Mercedes Hudson 135 này. Đây, và đây là vỏ trước các bạn này, mới mới hết. Mới hết này. Nó làm chằng chọ mới luôn mà. Có cài gì đâu, giờ thấy. Giò gà. À, em cũng nói thêm với các bác là 101 có dàn trên một chằng chọ 5 nha, của cái này. Chiếc này cài đâu có cài, cài kia chứ cái này nhỏ, cài lâu. Chằng chọ 5. Đó nha. Đó. Đây đằng trước của em đó. Để đánh giá chi tiết xe này thì nói chung các bác biết rồi, nó như ở trong hãng. Nó bán bớt chiếc nhỏ. Các bác nhé. Như hàng trong hãng bãi. Quay bên kia, qua bên kia, quay cho con bên kia coi. Ngon lắm. Rồi, em chưa đứng, có nhớt nhau thế này. Em đứng bên em review thì vỏ này, ta mình vỏ zin nè, vỏ zin chứ không phải vỏ lâu đâu. Vỏ nó là 14/9/28 các bác nhé. Đây. Để kiếm bộ này. Mâm đồ cũng ngon lành. Mâm đằng zin của nó. Ông đi vòng bên kia rồi quay bên kia nữa cho người ta coi. Rồi. Này mà nếu mà rửa ra nó còn giữ nữa chứ không phải vậy đâu. Cái này thì trong quá trình chủ rất gì là kỹ lưỡng các bác. Đấy, thế là cũng đi làm về về bữa đây luôn. Chưa rửa đấy gì. Cho nên các bác biết rồi. Nói về mà hàng mua đi bán lại thì khác. Nhưng mà đây là của chủ cho nên là rất kỹ lưỡng. Đấy. Đây, thương hiệu. Mercedes. Có cả liền hàng chữ Nhật. 135. Đều bác này. Có cài đâu mua vậy, có cài đâu. Nếu mà các bác mà ở dòng xe này thì các bác không cần đánh đo, chỉ cần đến là trả một chút đỉnh tiền xe tiền cổ thì muốn trả là trả một máy quá thêm tiền nữa. Rồi cái chỗ này nó vướng cái này em không đi được, em phải đi vòng đây này. Dạ. Đi qua bên này thì em cũng review luôn từ đít lên ở cái dàn chảo mới của Chiến Bình các bác nhé. Đây 246 các bác ạ. Dàn chảo 6 chứ mà dàn chảo 5. Chảo bây giờ 1.6-1.7 một cái. Với một cái sức lực của chiếc 135 này. Messi, Gunson thì kéo dàn chảo 6 này là các bác biết rồi đúng không? À, dàn chảo 6 Chiến Bình thì đang mới các bác biết rồi. Đấy, cái này mới chạy. Là dàn này là dàn. Vâng. Rồi thứ hai thì mình cái ấn tượng nhất là ở cái bảng đấu giá của Nhật các bác nhé. Đang còn làm kỷ niệm đây này. Đây cái bảng này là bảng đấu giá của quân này. Thì ông chủ ông kỹ ông bắt đây để làm kỷ niệm luôn. Thì các bác biết rồi, còn đùi đây đang còn nguyên series của em á nha. Các bác ở bên dòng Mercedes này thì các bác rành loại 135 này, các bác đã biết rồi. Em cũng không cần phải review nhiều, cũng không cần nói nhiều, nhưng quan trọng thứ nhất. Đúng rồi, quan trọng thứ nhất là từ ắc cho đến các bác biết rồi. Ít xả. Cho nên còn rất zin các bác nhá. Tất cả mọi cái tăng đưa rồi, tất cả mọi lỗ mũi các thứ đều chủ cho mở đàng hoàng. Rất kỹ lưỡng như chúng ta. Thứ hai là chủ đã làm độ cho chúng ta một cái móc để chúng ta móc ngoặc vào. Đôi khi kéo và kéo phân. Rồi, riêng dàn chảo của Chiến Bình thì các bác biết rồi. Toàn bộ dàn chảo 6 này là tiền bộ của Mark Machin, Pháp. Các bác nhá. Dàn chảo trung này thì các bác biết rồi, cũng không cần phải các bác rành chảo các bác biết rồi. Nó đi kèm với cái này là 181, còn thương lượng một chút đỉnh tiền xe tiền cổ. Đây 14/9/28. Rồi để tiếp tục em review sang bên phía tay trái
mà có cái con heo của nó thì các bác đây, heo nằm các bác nhé. À, hôm trước em có review cho các bác một con MF thì là heo nó chọng mũi xuống. Đã, nhưng mà cái dòng nó dòng khác, còn dòng này của Mercedes 135 thì heo nằm. Hầu như là đang còn cả cái chì, cặp chì luôn các bác. Anh kia chì. Thứ hai là máy còn xe rẹt các bác nha. Nổ, tại vì không có máy nhỏ, chứ có máy nhỏ nổ. Đây là 08, bởi vì để lâu hết bình là không sao, yên tâm. Nói ở những người ta săn loại này, người ta rành, người ta biết. Cũng không cần phải doa gà, đang riêng luôn. Riêng luôn chứ chưa có. Cái vỏ bên kia khác vỏ bên này nha. Thì chắc là đang nhỏ làm. Nhỏ để rồi nó nổ. Nổ, rồi nó thay vỏ khác vào. Còn bên này là vỏ riêng này. Để nó nổ. Rồi. Để nhà tự nhiên cái nổ rồi. Đây, đây. Bên này, đó, các bác này. 1867 số rồi, số máy số sơn đầy đủ đúng. Đây. Còn mới luôn chứ không có bay nữa. Rồi hai bên dìa. Rồi em đây, em cũng chưa bộ đầy đủ. Em sợ qua chưa bộ qua cho các bác. Thứ hai có cái mùi luôn các bác nhé, có mùi luôn chúng ta. Mùi này mùi là tự độ. Rồi thấy xe riêng là dây chằng đâu có nó riêng luôn này hết trơn. Rồi. Ok. 135 đèn. Đèn kèn đầy đủ. Đấy, tất cả. Vâng, và bây giờ thì em cũng xin dừng cái video của em để em có điện thoại một chút. Thứ hai đã mong các bác điện thoại cho em 0394 76198, em mới dẫn các bác đến gặp chủ các bác nhé. Rồi 101 của cả dàn chào 69B. Xin chân thành cảm ơn và hẹn lại video sau.